test rút lõi bê tông trên dòng máy khoan 100 Nm đến từ thương hiệu Redstone. Và mấy ngày hôm nay mình nhận được khá là nhiều bình luận của anh em là liệu dòng 100 Nm này có thể sử dụng để rút lõi bê tông được hay là không. Và đối với dòng 120 Nm, mình đã làm video rút lõi thử rồi, anh em có thể tìm trên kênh của mình để xem nha. Và ngày hôm nay trong video này mình sẽ test thử về con 100 Nm này, liệu cây 100 Nm này có thể hỗ trợ anh em rút lõi được hay là không nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua về cục bê tông này sẽ có độ cứng như thế nào. Đây là cục bê tông mẫu của công trình ở quận 3 và cũng như là có ngày lấy mẫu là trong năm nay thôi. Và mác bê tông sẽ là mác 400B7 cũng như là sử dụng hạng mục là sàn tầng 12 nha anh em. Và cục bê tông này anh em thấy nó sẽ có đá, có gạch được khá là nhiều thứ và cũng như là bê tông ở bên trong, thì về độ cứng thì không phải là bàn cãi rồi. Ok, bây giờ sử dụng cục bê tông này để rút lõi thôi. Quay video cũng mưa. Và đây là kết quả mà anh em sẽ nhận được khi anh em sử dụng dòng máy khoan 100 Nm này để rút lõi bê tông mác 400. Anh em sẽ có một cái lỗ phi 60mm như thế này. Và kết luận lại thì dòng máy khoan 100 Nm hay dòng 120 Nm vẫn đáp ứng tốt vào nhu cầu làm việc của anh em khi cần một con máy để sử dụng rút lõi. Và với con 100 Nm này thì thiết kế nó sẽ nhỏ gọn hơn và vòng tua nó sẽ cao hơn, giúp anh em thao tác nó cũng sẽ nhẹ nhàng và cũng như nhanh chóng hơn khá là nhiều. Và anh em quan tâm thì anh em có thể đặt mua ở bên góc bên tay trái của video này nha. Cảm ơn anh em.